Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cách tỉa chèo ở trên dạng thọ của mình, để cho cái dạng thọ của mình mà nó làm nụ làm bông cho nó to nha anh chị ha. Thì hình ảnh hiện tại là anh chị đang xem là bông của em là hiện tại là đang cái lối là 27 tháng 11 âm lịch nha anh chị ha. Thì hôm nay nó cũng đã mới ra chèo thôi. Thì ở đây nè, mà anh chị xem ha. Thì một cái cây dạng thọ khi mà mình bấm ngọn xong á, thì bên em là bấm ngọn bữa 25 nha anh chị ha, hôm nay mới có bị được đâu là 2 ngày thôi, thì nó ra được những cái chèo như thế này nè, nó anh chị có thể xem nè. Thì ở đây nó sẽ có những cái chèo lá gốc nè, đây những cái chèo này nè anh chị. Thì nếu như á mà anh chị mà muốn lấy bông to thì anh chị phải lãi bỏ đi những cái chèo này nha anh chị ha, những cái chèo phụ nè, nó bên dưới đây nè, nó thì ở đây thì mốt mà chừng nào mà nó làm nụ thì bên em sẽ lãi bỏ hết nha anh chị ha, lãi một lần là lãi đồng đồng loạt luôn. Nó những cái chèo như thế này nè anh chị thì nó hay bị vàng lắm, nó hay bị vàng lá lắm nè. Khi mà chúng ta lãi bỏ những cái chèo phụ như thế này nè thì bông của mình trên các bạn thì nó mới to nha anh chị ha. Thì em thấy có nhiều anh chị hỏi em á, thì hôm nay thì em làm một cái video ngắn thì em trả lời cho anh chị nha. Đó thì ở đây thì em đang trồng giống là B1, B2, B3 cũ của Rồng Vàng và giống mới là Rầu Kim ha. Cũng như là ở đây là em có trồng dạng thọ ban mai và dạng thọ tai thỏ luôn. Và em cũng có sỉ bông tết luôn. Nè, cái này là dạng thọ của tai thỏ nè anh chị ha. Thì đối với những dạng thọ tai thỏ này thì bên em chỉ lãi nụ thôi, không có lãi chèo nha anh chị ha, tại vì nó đi cơi nụ. Bữa nay nó bùng ra rất là ok luôn nha anh chị ha. Bữa có bỏ nó quên bỏ nó 1-2 cử phân thì nó bị có vàng lá, nay em tưới thằng DB lại thì nó cũng đã xanh lại rồi nha anh chị ha. Em quay cho anh chị xem. Nó thì đối với cái tỉa chèo thì nó rất là dễ nha chị ha. Mấy cái chèo như thế này nè, mấy cái chèo phụ nè thì mình bỏ nó. Thì đơn giản như vậy thôi. Tại vì khi mà mình lãi chèo bớt anh chị thì nó mới có nhiều dinh dưỡng đặng cho nó nuôi bông cho nó to nha anh chị ha. Còn những anh chị nào mà đi kiểu như là đi phân nó liên tục á thì sẽ không cần phải lãi chèo đâu. Ví dụ như 3 ngày mình tưới phân một lần á thì mình sẽ không có cần phải lãi chèo nha anh chị. Nè. Ở đây có một số cây nó làm nụ sớm đó nè, anh chị xem. Đó. Làm nụ sớm thì em cũng có đã ra video em chia sẻ cho anh chị rồi. Về hai cách ở trong cái thời điểm này, một á là chúng ta sẽ bấm bỏ luôn một cái cặp lá của nó, là như là mình bỏ luôn cái nụ đúng không? Hai là mình sẽ kéo dài thời gian cho cái nụ này nó kịp Tết luôn, là mình chơi là mình tưới phân lỏng, ví dụ như tưới 20 15 hoặc là 30 10 á, tưới cho cái dạng thọ của mình nó lỏng thôi. Ví dụ như 1 kg phân á là mình tưới cho là 1.000 giỏ, thì bây giờ 1 kg phân á là mình chỉ tưới đâu là 500 giỏ thôi. Nó thì anh chị cũng có thể là xem được ha. Cái này nó có hơi sâu dễ bùa nữa nè. Thì đối với cái sâu dễ bùa thì mình sẽ xịt thằng Niuga hoặc thằng Triga cộng với thằng Radiant nha anh chị. Cái này là bữa là bấm ngọn nó bị sót nè, thành ra là ở đây nó có nụ nè, cái này là chưa đi cơi nụ nè, chưa chưa có đi cơi đọt nè, mấy cây này là cơi đọt hết nè, còn này là bị sót nè. Đó, để là quay cho anh chị xem về cái cách mà khắc phục mà hoa của mình mà nó làm nụ sớm đó, thì sẵn là chia sẻ cho anh chị thôi. Thì thời điểm này thì bên em là chỉ phân đi đi là cái phân là 20-15 cộng với thằng rút cộng với thằng alpha nha anh chị ha, là thời điểm này đi cho tới nào mà nó làm nụ luôn. Mình chỉ việc là mình tăng liều nó lên thôi, khi mà nó làm bông rồi đó thì mình tăng liều nó lên thôi. Còn thời điểm này thì bên em cũng vẫn là tưới lỏng nha, tưới như vậy thì mình mới có lời nha anh chị, chứ mà phân mà dập quá thì cũng không có lời mấy đâu. Bây giờ phân phước nó cũng mắc nha anh chị. Bên em thì hoa thì nhìn cũng tương đối nha anh chị ha, nói mà so để mà thi đua mà đối với mà những anh chị mà trên YouTube này nọ đó, người ta bán phân thuốc thì sẽ không có bằng đâu, nhưng mà đối với mà những anh chị mà chung chung á thì bên em cũng rất là ok nha anh chị ha. Nói chung là người ta làm sao thì mình vậy. Anh chị xem hiện tại thọ mà trồng ở dưới đất nè, hôm nay cũng phát triển rất là ok luôn nha anh chị ha. Bên em là gần mặt lộ luôn á, để cho anh chị mà có mua hoa Tết á thì cũng tiện ha. Thì anh chị có thể là liên hệ số điện thoại ở bên team em á, gặp ngay chị Linh á, là 039 743 3821 nha anh chị ha. Bên em có để bảng luôn nè. Xuống đây là ngay cổng ấp Dân Hóa Thành Lạc luôn nha anh chị ha, của Thành Công. Rồi hôm nay em chia sẻ cho anh chị vậy thôi nha. Em xin được mến chào.